Vâng, và thời gian gần đây thì có rất là nhiều anh chị liên hệ với Mạnh để hỏi Mạnh một vấn đề, đó chính là tại sao mà anh chị tập luyện mãi nó không lên tay. Tập lâu lắm rồi, tập nhiều lắm rồi mà nó vẫn không lên tay. À thì ngày hôm nay Mạnh sẽ chia sẻ cho mọi người cách Mạnh sẽ giải đáp cho mọi người cái câu hỏi đó nó như thế nào. Thì vấn đề ở đây nó nằm ở chỗ là để mà tập luyện mà hiệu quả ấy, thì trước tiên chúng ta phải nắm bắt được những cái yếu tố cơ bản về lý thuyết. Sau đó thì chúng ta phải cần có cho mình một cái phương pháp tập luyện phù hợp, và chúng ta phải có một cái lộ trình, mục tiêu rõ ràng cho cái quá trình tập luyện đấy, thì chúng ta mới có thể đạt được cái mục đích cuối cùng, là mục đích mà chúng ta mong muốn. Và bây giờ ngày hôm nay thì Mạnh sẽ chia sẻ cho mọi người luôn về cái phương pháp tập luyện, cái lộ trình tập luyện đối với người chơi phong trào tại M7 Tennis Academy. Vâng, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Mạnh Sơn Vân. Vâng, và để giúp cho việc tập luyện của chúng ta trở nên hiệu quả thì đầu tiên thì anh chị cần phải nắm vững cho mình những cái cơ sở về lý thuyết trước. Và ở những video trước thì Mạnh đã làm rất đầy đủ tất cả những có 7 cú đánh thì Mạnh đã làm 7 cái video hướng dẫn về cơ bản, bao gồm cả phần lý thuyết và thực hành rất là kỹ rồi. Thì ngày hôm nay Mạnh không có nhắc lại nữa, và Mạnh chỉ có tập trung vào phần vấn đề về phương pháp tập luyện và lộ trình tập luyện của chúng ta thôi. Thì khi mà chúng ta đã nắm bắt được những cái vấn đề cơ sở lý thuyết tốt thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu về tập luyện. Và tập luyện thì chúng ta phải tuân thủ theo một cái nguyên tắc, đó chính là tập luyện từ mức độ dễ đến khó, chứ chúng ta không có vào tập luyện đại đại hay là chúng ta vào tập lung tung, thì như vậy nó sẽ làm cho chúng ta không thể nào đạt được hiệu quả mong muốn được. Vâng, và để áp dụng cái nguyên tắc là từ dễ đến khó thì mình sẽ chia ra 3 cấp độ tập luyện. Cấp độ đầu tiên sẽ là cấp độ tập luyện gần. Cấp độ thứ hai đó là cấp độ tập luyện gần là như nào, là có nghĩa là ví dụ như Mạnh đứng ở bên này sân đi, Mạnh đưa bóng qua bên kia trọng viên đi, thì Mạnh sẽ đưa ngay cái vạch ô giao banh, học viên sẽ đứng ngay cái vạch ô giao banh, có nghĩa là khoảng cách rất là gần với nhau. Và cấp độ thứ hai là cấp độ tập trung, có nghĩa là Mạnh sẽ đứng ở bên này sân, ở giữa sân bên này, và đưa bóng cho học viên đứng ở phần cuối sân bên kia, có nghĩa là cấp độ tập trung. Và cấp độ tầm cuối cùng đó chính là cấp độ tầm xa, có nghĩa là Mạnh sẽ đứng cuối sân bên này và học viên đứng cuối sân bên kia, đánh qua đánh lại thực tế. Thì lúc này chúng ta sẽ trải qua 3 cấp độ. Và khi trải qua 3 cấp độ này, chúng ta đều áp dụng nguyên tắc là từ dễ đến khó. Mạnh ví dụ, như khi cấp độ đầu tiên là bóng gần, học viên đứng ở ngay vạch ô giao banh để Mạnh đưa bóng qua để đánh, thì lúc này Mạnh sẽ đưa rất là nhẹ nhàng thôi, đưa nhẹ nhàng từng cái loại di chuyển một, từng cái loại bóng một. Ví dụ đầu tiên sẽ là đứng tại chỗ để thực hiện forehand, thực hiện backhand, sau đó sẽ là di chuyển ngang, di chuyển tới, di chuyển lui. Đó, cấp độ tập luyện nó sẽ là như vậy. Và phải đảm bảo rằng khi mà ở mỗi cái bước di chuyển, mỗi cái cách di chuyển, mỗi cái kiểu bóng, học viên đều thực hiện được nhuần nhuyễn rồi. Đó, thì lúc đó chúng ta bắt đầu mới qua cấp độ tiếp theo. Vâng, và nếu như chúng ta đốt cháy giai đoạn, có nghĩa là khi mà chúng ta thực hiện ở cấp độ dễ, cấp độ gần như vậy mà chúng ta chưa thực hiện tốt, mà chúng ta lại nhảy ra cuối sân chúng ta đánh, thì chắc chắn rằng chúng ta không thể nào làm tốt được. Anh chị nhớ rằng ở mỗi giai đoạn chúng ta phải thực hiện tốt nó đã, thực hiện ổn định nó đã. Ví dụ 10 trái thì chúng ta phải đánh được qua sân đều nhẹ nhàng trước, là phải vào ít nhất tầm 8 trái đã, thì lúc đó chúng ta mới xác định nó là tốt. Còn nếu như chúng ta 10 trái mà chúng ta vào 5 trái thì chắc chắn là cái cảm giác của chúng ta chưa thể nào tốt được, và chúng ta đang đánh rất là bậy. Và trong quá trình đấy thì chúng ta phải luôn luôn để ý rằng là cơ thể của chúng ta đã thực sự thả lỏng hay chưa, chúng ta đã tập luyện thoải, trong mỗi cú đánh chúng ta đã tạo được cho mình cái tư thế thoải mái hay chưa, chúng ta đã mở vợt sớm hay chưa. Đó là những cơ sở về lý thuyết, và chúng ta phải đảm bảo rằng tất cả những yếu tố đều phải tốt. Đó, bởi vì cơ thể của chúng ta nó cần cái thời gian để nó thích nghi. Mắt chúng ta, chân, tay chúng ta, nó cần thời gian để thích nghi với mỗi đường bóng. Và chúng ta phải làm đi làm lại nó nhiều lần, thì lúc đó nó cách trở thành cái phản xạ bản năng của chúng ta được, và nó mới hình thành cái nhóm cơ thích hợp cho mỗi cú đánh được. Còn nếu như mà chúng ta mới chỉ tập luyện sơ sài thôi, biết thì chúng ta lại đổi, như vậy thì chắc chắn là chúng ta đang đốt cháy giai đoạn, và điều này sẽ rất là nguy hiểm. Rồi, khi đến cấp độ thứ hai là khi mà Mạnh sẽ đứng ở giữa sân và học viên sẽ đứng ở phần cuối sân bên kia để Mạnh đưa bóng qua, thì lúc này bóng nó sẽ cũng là tập ở mức độ từ dễ đến khó. Ban đầu Mạnh sẽ đưa những cái đường bóng gần dễ cho đối học viên thực hiện trước, và yêu cầu đối với học viên đó, dành cho học viên đó, đó chính là việc mà đánh qua sân ở mức độ nhẹ chứ không được dùng sức nhiều. Đánh nhẹ nhàng qua sân trước đều trước. Vâng, và trong quá trình đó thì mọi người vẫn phải đảm bảo cho mình rằng là bộ đánh của chúng ta phải luôn luôn thoải mái và chính xác, chứ không được sai bộ nha. Ok, nếu mà qua sân mà sai bộ thì điều này không có ý nghĩa gì cả. Sai qua sân mà sai bộ thì coi như là chúng ta chỉ bợ bóng qua thôi, và chắc chắn là tập luyện như vậy thì rất là dễ chấn thương. Ok, và khi mà chúng ta đã đi được cái lộ trình rồi thì lúc này bắt đầu chúng ta mới đi đến bước thứ ba, cấp độ thứ ba, đó là cấp độ đánh qua đánh lại về cuối sân. Và khi mà đánh qua đánh lại cuối sân thì mọi người cũng lưu ý là chúng ta nên tập nhẹ nhàng trước. Bóng hai người đánh qua đánh lại với nhau nó khác hoàn toàn với cả bóng của một người đưa cho một người đánh.
bóng qua lại cuối sân thì nó có độ xoáy, nó có tốc độ nhiều hơn và nó khó hơn với cả việc đưa bóng rất là nhiều. Chính vì vậy lúc này chúng ta cần qua lại với nhau ở mức độ rất là nhẹ nhàng thôi, miễn sao bóng vào sân và qua sân rất là nhẹ nhàng. Vâng, vừa rồi là Mạnh đã nói về những cái mục tiêu, những cái lộ trình của người đưa banh đưa qua cho người tập thực hiện. Và trong quá trình đó thì người tập cũng phải đồng thời phải được thiết lập một cái suy nghĩ, một cái mục tiêu nhất định. Ví dụ như Mạnh là huấn luyện viên thì mày sẽ thiết lập cho học viên của mình là khi mà chúng ta đánh qua sân thì nó phải có mục tiêu rõ ràng. Ví dụ như ban đầu đi, khi mà chúng ta tập ở cấp độ 1, cấp độ 2 là ở gần ở vạch ô giao banh và cuối sân mà Mạnh đưa bóng qua, thì có thể là ban đầu nó chỉ là cần qua sân là được rồi, qua sân là ok rồi, và bóng nó chỉ cần gần thôi chứ không cần quá xa. Nhưng mà khi mà chúng ta đã làm tốt hai cái giai đoạn đó thì bắt đầu chúng ta sẽ tập đánh bóng sâu xuống, sâu hơn thì ví dụ như ở đây mình có để mấy cái chóp thì sâu ở đây cũng có nghĩa là phải là sát vạch baseline cuối sân, bởi vì cái đó chỉ dành cho những vận động viên chuyên nghiệp thôi, chúng ta không thể nào thực hiện ngay như vậy. Và chúng ta sâu ở đây là có thể là qua cái vạch ô giao banh này là được, hoặc là chúng ta có thể để những cái chóp như vậy để chúng ta biết là cái vùng đánh như vậy là ok, đánh làm sao cho trái bóng rớt xuống đấy là ok. Và khi mà chúng ta đã đánh được những cái đường bóng sâu rồi thì lúc này chúng ta sẽ tập đến những cái đường bóng xoáy, có nghĩa là tăng độ xoáy cho bóng và tăng độ ổn định cho bóng hơn. Thì khi mà chúng ta tăng xoáy thì chúng ta vẫn phải đặt cái mục tiêu cho mình là cao hơn lưới khoảng bao nhiêu là đủ, bởi vì đánh xoáy thì bóng nó sẽ lip cao lên. Thì chúng ta ví dụ như chúng ta định mức là cao hơn lưới khoảng 1 mét, có nghĩa là gấp đôi cái lưới, thì lúc này chúng ta sẽ cố gắng đánh làm sao những cái vùng đánh nó tương tự như vậy. Và cái điểm mà khi mà đánh xoáy như vậy chúng ta vẫn phải đặt cái mục tiêu thêm nữa, đó chính là xoáy như vậy thì phải là ra xa cuối sân, hay là xoáy như vậy bóng rớt trên ô giao banh đó. Thì ban đầu có thể là rớt gần được, nhưng mà sau đó dần chúng ta phải chuyển ra xa dần, làm sao cho điểm rơi chúng ta sẽ là ở vùng cuối sân đó, thì nó sẽ như vậy, nó sẽ tốt. Tại sao điểm rơi chúng ta lại phải cần sâu xuống như vậy? Bởi vì nếu như điểm rơi chúng ta mà nó gần quá thì nó không làm khó được đối thủ. Điểm rơi của chúng ta nó phải có sâu, có xoáy và có phải có độ sâu nữa thì nó mới giúp đẩy đối thủ ra khỏi sân và chúng ta mới chiếm được cái ưu thế trong quá trình đánh bóng. Còn nếu chúng ta đánh bóng ngắn quá thì đối thủ có thể ôm vào sân và phản công lại chúng ta rất là nhanh. Sau khi mà đã đánh được những cái đường bóng nó sâu xuống, nó xoáy xuống rồi thì lúc này chúng ta sẽ tập đến một cái mức độ tiếp theo khó hơn, đó chính là cái việc mà điều hướng bóng. Có thể là đánh chéo sân, có thể là đánh dọc dây, rồi có thể chúng ta đánh quả bóng ngắn, quả bóng dài, rất là nhiều cấp độ bóng khác nhau, rất là nhiều kiểu bóng khác nhau. Đấy, chúng ta phải tập, ví dụ như mỗi cú đánh như vậy chúng ta phải tập đi tập lại nhiều lần, thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần để cho nó thành một cái phản xạ, một cái cú đánh thực sự của chúng ta. Còn nếu chúng ta chỉ dừng ở mức độ là làm được thôi thì nó chưa phải là nhuần nhuyễn, thì nó sẽ chắc chắn là sẽ mất trong thời gian rất là ngắn. Và như vậy thì chúng ta rất là uổng công tập luyện, đúng không ạ? Chúng ta hãy cố gắng làm sao tập luyện, đã tập cú nào thì chúng ta phải tập cho nó tới nơi tới chốn luôn, và tập làm sao để cho nó thực sự là nó ăn vào trong suy nghĩ của chúng ta. Và dù chúng ta có thể bỏ chơi một thời gian đi chăng nữa, nhưng chúng ta chỉ cần tập lại vài ngày là nó sẽ hồi lại ngay, có nghĩa là nó ăn vào máu của chúng ta rồi. Còn nếu như chúng ta chỉ sơ sơ mới thực hiện được vài cú và chúng ta nghĩ là chúng ta làm được rồi thì thực sự như vậy nó rất là phí, thì chắc chắn là nó sẽ quên nhanh thôi. Vâng, và như vậy là Mạnh đã vừa chia sẻ cho mọi người các cái phương pháp và cái lộ trình tập luyện tại M7 Tennis Academy mà Mạnh đã áp dụng cho rất rất nhiều học viên trước đây khi mà Mạnh còn đứng lớp. Thì với cái phương pháp tập luyện như vậy thì sẽ giúp cho mọi người đạt được cái hiệu quả mà mình mong muốn với một cái thời gian là ngắn nhất, và giúp cho mọi người kiểm soát tốt nhất cái cơ thể của mình và tránh được những cái rủi ro cũng như là những chấn thương trong quá trình chúng ta tập luyện. Và hy vọng rằng với những chia sẻ này thì sẽ giúp ích được cho anh chị rất là nhiều trong quá trình tập luyện của chúng ta, trong quá trình mà chúng ta muốn nâng trình lên. Và Mạnh cũng sẽ có rất rất nhiều những video khác Mạnh sẽ chia sẻ về các cái bài tập cụ thể, ví dụ như tập forehand, tập forehand như nào, tập volley như nào, tập giao banh như nào, thì Mạnh sẽ chia sẻ cho mọi người ở những clip sau. Và mọi người nhớ là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và cái hình chuông bên cạnh để có thể cập nhật và theo dõi những video mới nhất của Mạnh. Và chúc cho mọi người có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng.